Xin chào toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Hôm nay thì em đang có mặt ở tại Hoài Đức, Hà Tây để lắp cho chú Chí Cường một bộ karaoke gồm một đôi 725 đến từ USA và một con vang số DB Acoustic D9800. Đây là một trong những dòng vang số cao cấp nhất hiện nay trên thị trường hiện nay với giá thành cực kỳ hợp lý. Và một đôi 725 full đôi 4 tấc phải nói là chỉ kém sau vua mặt đất là 4733X thôi nhá. Vâng, thì sau đây em xin phép mời toàn thể tất cả bác thẩm một ca khúc. Và khi đã setup xong combo này rồi nhá, mời toàn thể tất cả bác lắng nghe một ca khúc, đó là Xin Trả Lại Trăng Sao. Thời gian ạ. Thể hiện ca khúc này để gửi tới toàn thể tất cả các bác nhá. Xin trả lại kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Mỗi biết tâm sự những ngược về quá khứ, chợt đến nét suy tư bao năm thầm kín cho thương tao tim. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu giòn vào thương rất nhiều, mái tóc xòa bờ vai tình khôn lớn luôn chờ mong. Ôi quá dài lòng vẫn buồn thấy chuyện tình đôi tay đời ai biết được ai chia đi ngàn lần xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt nằm thời gian có cũng đây bao giờ thương tiếc rồi sẽ làm buồn vui. Nhiều mà sao có tìm quên, xa nhau thì nhớ lúc đến gần sao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Vâng, xin chào tất cả các bác đến với kênh Hoàng Nam Audio. Các anh yêu quý Hoàng Nam Audio cũng như là Cao GBL Hoàng Mai thì xin cho chúng em một lượt chia sẻ cũng như là một lượt like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em chúng em nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác ở những clip sau ạ.